rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump mới đây đã chọn thượng nghị sĩ JD Vance, nhân vật từng chỉ trích ông, làm người liên danh tranh cử phó tổng thống. Trước đó, nghị sĩ Vance tiết lộ rằng một buổi tiệc tối năm 2018 với nhiều CEO chính là bước ngoặt trong quá trình phát triển chính trị của ông. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ New York Times vào tháng 6, Ông Vance đã hé lộ một phần về cách ông dần có thiện cảm hơn với cựu tổng thống Trump cũng như chặng đường phát triển quan điểm chính trị của bản thân. Trước đây, nghị sĩ Vance từng thẳng thắn chỉ trích cựu tổng thống Trump. Năm 2016, khi ông Trump tranh cử tổng thống lần đầu tiên, ông Vance đã bày tỏ không hài lòng về ứng viên Đảng Cộng hòa trong các cuộc phỏng vấn và bài đăng trên mạng xã hội cá nhân. Khi đó, ông Vance gọi ông Trump là đáng trách, Hitler của nước Mỹ. Nhưng vào năm 2021, khi ông Vance vận động tranh cử vào ghế thượng viện ở Ohio, ông đã lên tiếng ủng hộ ông Trump. Thời điểm đó, Vance thừa nhận rằng bản thân đã hiểu sai về ông Trump. Việc ông Vance quay sang ủng hộ ông Trump chung với thành tích của chính khách này giành được ghế thượng viện và thậm chí là viễn cảnh có thể đảm nhận chức phó tổng thống. Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, ông Vance nói rằng vào năm 2018, ông được mời tham dự một sự kiện do Business Roundtable, một nhóm vận động hành lang phi lợi nhuận gồm các CEO, tổ chức. Trước đó hai năm, ông Vance gây tiếng vang tại Mỹ với cuốn hồi ký Hillbilly Elegy. Hillbilly Elegy đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất của The New York Times và đến nay đã bán được 1,6 triệu bản. Trong cuốn sách này, ông Vance chia sẻ các câu chuyện về cuộc sống gia đình nhiều hỗn loạn, về các cộng đồng suy tàn, dường như mất hy vọng. Ông nảy ra ý tưởng về cuốn sách khi đang học tại trường luật Yale và hoàn thành nó ở những năm đầu độ tuổi 30. Vance kể rằng tại buổi tiệc tối năm 2018, ông ngồi cạnh CEO của một chuỗi khách sạn lớn, người này đã phàn nàn về việc buộc phải trả lương cao hơn cho công nhân của mình và đánh giá các quyết sách ở biên giới của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Trump đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với nhân viên như thế nào. Ông Vance chia sẻ với The New York Times rằng vị CEO này đã quay sang ông và nói: "Bây giờ, bởi vì không thể thuê người nhập cư chúng tôi phải thuê những người lao động khác với mức lương cao hơn. Thượng nghị sĩ Vance nhận xét việc ông ta coi tôi là người thông cảm với vấn đề của ông ấy thay vì người lao động khiến tôi nhận ra rằng mình đang ở trên một chuyến tàu có động lực riêng và tôi phải xuống khỏi chuyến tàu này. Nếu không, tôi sẽ thức dậy sau 10 năm nữa và thực sự ghét mọi thứ mà tôi đã trở thành. Trước đây, ông Vance ủng hộ tăng thuế doanh nghiệp và mức lương tối thiểu, đồng thời chỉ trích chính sách quyền làm việc Đảng Cộng Hòa ủng hộ có thể tác động tiêu cực đến công đoàn. Ông cũng ủng hộ dự luật chấm dứt sáp nhập miễn thuế đối với các tập đoàn lớn. Ông Brian Riddle tại Viện Manhattan phân tích với tờ Washington Post rằng ông chăm theo chủ nghĩa dân túy về kinh tế, chống thương mại tự do hơn nhiều so với các thành viên Đảng Cộng hòa truyền thống và nghị sĩ Vance đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ nền kinh tế dân túy mới này trong Đảng Cộng hòa. Mới đây, Wall Street Journal dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết tỷ phú Elon Musk sẽ quyên góp cho American PAC, siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Ba nguồn tin nói với New York Times rằng, siêu ủy ban hành động chính trị này do những người bạn thân nhất của vị tỷ phú lập ra, nhằm giúp cho vị tỷ phú có thể đóng góp một phần quan trọng cho nỗ lực tranh cử của ông Trump. Theo danh sách quyên góp được American PAC công bố ngày 15 tháng 7, nhóm đã huy động được 8,75 triệu đô la Mỹ nguồn tin cho biết tỷ phú Elon Musk có kế hoạch bắt đầu quyên góp từ tháng 7. American PAC và tỷ phú Musk hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Động thái nói trên làm nổi bật tầm ảnh hưởng của ông trùm công nghệ đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số tỷ phú của Bloomberg với tổng giá trị tài sản dòng là 263,6 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, ông Musk luôn tự nhận là cá nhân độc lập về mặt chính trị và tránh xa chính trường. Đầu năm nay, ông cũng từng tuyên bố sẽ không tài trợ cho ứng viên tổng thống nào. Tuy nhiên, Tin tức gần đây cho biết, ông Trump và tỷ phú Musk đã có các cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Cuối tuần qua, ông Musk cũng chính thức tuyên bố ủng hộ ông Trump sau vụ cựu tổng thống bị ám sát hụt trong lúc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Tôi hoàn toàn ủng hộ cựu tổng thống Trump và hy vọng ông ấy sẽ chóng bình phục. Ông Musk đang trên ích, đồng thời nói thêm trong bài đăng khác rằng lần gần nhất nước Mỹ có một ứng viên kiên cường như thế này là Theodore Roosevelt việc tỷ phú này bơm tiền vào đúng thời điểm ông Trump đã vượt qua đối thủ của Đảng Dân Chủ, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, trong việc gây quỹ với sự giúp đỡ của các tài phiệt phú quân, lãnh đạo doanh nghiệp giàu có. Trong khi đó, sau màn tranh luận tệ hại hồi cuối tháng 6, Tổng thống Mỹ Biden khiến nhiều nhà tài trợ cho Đảng Dân Chủ xem xét lại việc quyên góp. Theo Bloomberg, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang trên đà trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử. Trong số các tổ chức bên ngoài ủng hộ ông Trump, American PAC là tổ chức chi nhiều nhất cho việc liên hệ trực tiếp với cử tri. Hồ sơ liên bang cho thấy, cho đến nay họ đã chi 15,8 triệu đô la Mỹ, trong đó 13,1 triệu đô la Mỹ dành cho các hoạt động thực địa. Nhóm này cũng đã chi tiền cho các hoạt động truyền thông kỹ thuật số, nhắn tin và gọi điện thoại để tiếp cận cử tri. Ngày 15 tháng 7, Đảng Cộng Hòa đã chính thức bầu cử ông Donald Trump làm ứng cử viên đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Sau khi giành chiến thắng áp đảo trong chiến dịch bầu cử sơ bộ, tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa đang diễn ra ở thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin, đảng này đã chính thức trao tâm vé đại diện đảng cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 5 tháng 11 tới. Đây là lần thứ ba liên tiếp Đảng Cộng Hòa chọn ông Trump làm ứng cử viên Tổng thống. Trước đó, cựu Tổng thống Trump cũng đã công bố quyết định chọn thượng nghị sĩ trẻ của tiểu bang Ohio, j Vance, làm phó tướng của ông. Thượng nghị sĩ j Vance, tên đầy đủ là James David Vance, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1984, 39 tuổi, tại Middletown, bang Ohio. Ông J.D. Vance tốt nghiệp Đại học Ohio, trường luật Yale và từng có thời gian tham gia lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Iraq. Ông trúng cử thượng nghị sĩ đại diện cho bang Ohio vào năm 2022 và bắt đầu nhiệm kỳ của mình từ tháng 1 năm 2023. Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vừa khai mạc tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Cùng ngày, thẩm phán liên bang tại Florida, Eileen Cannon, đã bác bỏ vụ án hình sự cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sở hữu trái phép các tài liệu mật, qua đó mang lại cho ông Trump một chiến thắng pháp lý lớn khác trong bối cảnh ứng cử viên Đảng Cộng hòa đang tìm cách quay trở lại Nhà Trắng, bà Eileen Cannon phán quyết rằng công tố viên đặc biệt Jack Smith, người đứng đầu vụ truy tố, đã được bổ nhiệm bất hợp pháp vào vị trí này và không có thẩm quyền đưa vụ án ra xét xử. Giới quan sát nhận định đây là một chiến thắng pháp lý lớn nữa của ông Trump sau phán quyết của tòa án tối cao Mỹ ngày 1 tháng 7 rằng với tư cách là cựu tổng thống Mỹ, ông được hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với nhiều hành động của mình khi còn đương nhiệm. Động thái này cũng mang lại lợi thế lớn cho ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong bối cảnh các thành viên Đảng Cộng Hòa tụ hội tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin từ ngày 15 đến 18 tháng 7 để tiến hành Đại hội Đảng Toàn quốc, chính thức đề cử ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Phản hồi thông tin mới trên, cựu Tổng thống Trump cho biết việc bác bỏ vụ án liên quan đến tài liệu mật chỉ nên là bước đầu tiên và kêu gọi bác bỏ các vụ án khác của ông. Theo cáo trạng, ông Trump bị truy tố với cáo buộc cố ý lưu giữ các tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm tại tư dinh ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc bang Florida sau khi rời nhiệm sở và cản trở nỗ lực của chính phủ nhằm thu hồi các tài liệu này. Theo tờ Pravda của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với bất kỳ lực lượng chính trị nào ở Mỹ, đặc biệt là Đảng Cộng Hòa, trong trường hợp họ lên nắm quyền sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Tuyên bố trên được Tổng thống Zelensky đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà quan sát cho rằng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sau vụ ông bị ám sát hụt vào cuối tuần qua. Trong cuộc gặp với các nhà báo Ukraine ở Kiev hôm 15 tháng 7, ông Zelensky lưu ý rằng Ukraine sẽ phát triển quan hệ với Mỹ bất kể kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sắp tới. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh về việc kết thúc xung đột với Nga, tầm nhìn của một Tổng thống tiềm năng một trong những ứng cử viên cho chức vụ tổng thống là ông Trump. Mọi việc nhìn chung đều rõ ràng đối với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu ông Trump trở thành tổng thống Mỹ thì chúng tôi sẽ hợp tác. Tôi không sợ điều đó. Ông Zelensky lưu ý rằng có nhiều quan điểm khác nhau trong Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả những người cánh hữu, cấp tiến hơn. Nhưng tôi muốn nói rằng đa số trong Đảng Cộng Hòa ủng hộ Ukraine và người dân Ukraine. Bình luận về nguy cơ mất viện trợ của Mỹ trong trường hợp ông Trump đắc cử tổng thống, ông Zelensky nói rằng khoản hỗ trợ 40 tỷ euro cho năm 2025 đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ không thay đổi. Theo tờ Politico, các cố vấn hàng đầu của ông Trump được cho là đang xem xét nghiêm túc một thỏa thuận với Điện Kremlin nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, đồng nghĩa với việc Kiev từ chối gia nhập NATO và chấp nhận một số nhượng bộ. Hồi đầu tháng 6 năm nay, ông Zelensky cũng thừa nhận, trong trường hợp ông Trump tái đắc cử, nếu muốn, chính khách Cộng hòa này có thể gây thất bại quân sự nặng nề đến Ukraine bằng cách ngừng hỗ trợ vũ khí và tiền bạc, thậm chí thực hiện các thỏa thuận với các đối tác của Kiev nhằm buộc họ ngừng chuyển giao những khí tài quan trọng cho quốc gia Đông Âu. Ông Zelensky nói, nếu tay không và không được cung cấp vũ khí, Ukraine sẽ không thể chiến đấu với đội quân hàng triệu người của Nga. Phát biểu bên trong dinh tổng thống ở Kiev, ông Zelensky đánh giá kịch bản này khó xảy ra. Song ông cảnh báo, nếu viễn cảnh không mong muốn đó trở thành hiện thực, nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với vị thế của Mỹ trên thế giới, cũng như đối với cá nhân ông Trump. Tổng thống Ukraine còn dự đoán, Moscow có thể vi phạm bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào do ông Trump làm trung gian dàn xếp ông khuyến cáo viễn cảnh đó rốt cuộc có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu và thế chiến thứ ba